Hello, xin chào mọi người. Hiện tại bây giờ là 6 giờ và mình đã dậy từ 5 rưỡi rồi, mình chả làm được gì cả. Hôm nay thì mình tính là mình sẽ quay một cái vlog dọn nhà, bởi vì hiện tại là nhà mình đang khá là bừa, bởi vì hôm qua vừa mới order được đồ ship về, xả gừng rồi chanh rồi dừa rồi dứa rồi bim bim rồi đủ thứ. Thế nên đâm ra rất là bừa. Mình có nên cho mọi người xem cái cảnh bừa này không nhỉ? Ok, let's go. Nhiều khi là tôi cũng không muốn kiểu đưa mấy cái này ra đâu mọi người ạ. Nhưng mà tôi đấy, bát hôm qua tôi cũng chưa rửa nữa đấy này. Đấy, bếp này tôi cũng chưa lau nữa. Đấy, đồ ăn này, dứa, dừa này, cam này. Mọi người thấy cái túi ni lông ở đây không? Không phải nó rách từ đầu như thế đâu, là con dưa hấu. Cả một buổi sáng nó ngồi nó cào nó xé rách và bây giờ tôi... Ok, cảm ơn con dưa hấu. Cảm ơn đứa con thân yêu của mình. Bởi vì con và mẹ có động lực ngày hôm nay đi dọn nhà. Cái ghế lười tôi phải mang ra ngoài kia phơi, bởi vì dưa hấu nó đi vệ sinh bệnh vào đấy. Mà không những một lần, ba lần tôi đã giặt cái ghế lười này ba lần rồi. Và không những là tôi phải giặt cái vỏ ở bên ngoài là cái vỏ màu xanh, mà tôi còn phải giặt nguyên cả một cái này nữa. Và mãi đến bây giờ 3 ngày 3 đêm rồi nó vẫn chưa có khô. Nó chưa khô mọi người. Mà tôi để đây xong rồi kiểu tôi vẫn sợ là kiểu tối con dưa hấu hay con chim beo nó cũng chạy lên chơi xong rồi nó lại ngã xuống sàn. Và thế là con dưa hấu nó lại quen cái mùi hoặc là cái gì đó, nó quen cái chỗ là nó sẽ lại đi vào đấy thôi. Nó sẽ lại đi vệ sinh bậy vào đấy. Ok thôi, bây giờ tôi sẽ đi chuẩn bị rồi ăn sáng. Sáng nay tôi sẽ ăn bánh mì trứng, bởi vì ngày hôm qua tôi đã order bánh mì 5 cái nhưng tôi ăn hết 4 cái rồi, còn có cái à. Ok. Đây, tôi đã nói là sự thật được chứng minh rồi, mọi người đã thấy không? Nó nghịch như thế này nhờ sao là cái nhảy cổ bên nó không rớt xuống dưới giường. À, dưới đất. Dưa hấu. Đấy, tôi còn đang lo sợ cho cái khoai lang bé nhỏ của tôi kìa. Trời ơi. Bây giờ thì mình sẽ làm một nửa cái bánh mì trứng thôi, bởi vì là mình nghĩ là mình sẽ không ăn hết một cái. Ok, một quả trứng, một nửa cái bánh mì đang ở trong lò. Bây giờ thì trứng cũng đã ổn rồi, mình sẽ cho vào cái bánh mì. Nóng quá. Giờ mình làm sao ta? Từ bây giờ mình sẽ dùng cái dao để mình dọc cái bánh mì. Đằng nào tí nữa mình cũng dọn nhà nên cho nó vương vãi xíu cũng được. Chúc cho mọi người ơi, bánh mì nóng giòn ngon nha. Ui, tiếng không? Đó. Sau đó thì mình sẽ cho trứng vô. Nên mình review luôn. Đấy. Bây giờ thì ăn thôi, mời mọi người nhé. Trời ơi, lâu lắm rồi bây giờ tôi mới quay clip đánh răng. Mọi người nhớ không? Mọi người nhớ clip đánh răng năm đó không? Tôi đã bật nhạc của IU để quay. Tôi nên bật cái gì đây? Bật nhạc gì bây giờ mọi người? À, mình biết rồi. Ok,
thật sự là u mê cái làn da này, trộm vía tỷ lần luôn đấy mọi người. Sao mọi người có thể nhìn cận ở bên này là vẫn còn cái vết sẹo của cái mụn, mọi người nhớ cái mụn đấy không? Từ lúc đến giờ nó vẫn chưa hết đấy. Mũi thì hơi nhiều mụn đầu đen một xíu, tại vì mấy hôm rồi chưa rửa mặt bằng gel leo. Xong, sạch sẽ, bây giờ đi dọn nhà. Xong rồi đây mọi người ơi, bên này thì là đang để cho nó khô, sau khi khô xong thì tôi sẽ xếp vào trong tủ. Wow, thực sự rất là mệt. Bây giờ hiện tại đang là 9:09, vậy là tôi đã dọn từ lúc 7:30 đến giờ là 1:30 rồi, và mới chỉ xong một nửa cái phần phòng khách này thôi, tôi còn một nửa bên kia nữa, và phòng vệ sinh, phòng ngủ và phòng livestream. Trời ơi, thực sự rất là nhiều luôn ý. Tôi mong là ngày hôm nay tôi sẽ có thể quay được cái clip này cho nó hết, và sẽ mang đến cho mọi người một cái năng lượng tích cực để có thể dọn nhà được như là tôi. Bởi vì thực sự là tôi thấy là không phải tập gym, tập này các thứ nhiều đâu. Bởi vì ok lắm, tôi dọn nhà xong rồi tôi đã thấy mồ hôi này kia các thứ rồi. Ok, bây giờ thì tôi sẽ nghỉ một chút xíu rồi sẽ tiếp tục với phần time lapse cho bên nửa phòng còn lại của phòng khách nhé. Thật sự là bừa luôn ý. Mình vừa mới ăn trưa xong mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ chuyển vào trong phòng livestream của mình để dọn ở trong này. Hôm nay thì Yến sẽ tính là dọn để cho nó gọn hết vào luôn, tức là tất cả những cái đồ đạc gì ở ngoài mà còn thừa ấy, thấy mà nó thừa thì mình sẽ cất hết nó đi luôn. Mong là mình sẽ làm được. Phòng mà mình vừa mới dọn xong. Đây, mình đã cho hết tất cả các đồ make up, quên đồ skin care vào đây hết rồi. Trên này là túi của mình. Thì ở đây là mấy cái máy là này, máy sấy này, mình cho dưới này. Đây là hộp đựng đồ accessory. Cái đèn này thì mình vẫn để nguyên bởi vì là đỡ phải xét đi xét lại. Đây, đèn này nữa. Đấy, chỗ này thì mình đã dọn cho nó trống hết rồi, không còn cái gì nữa. Đây, ở bên này thì mình có cái rửa kính, tí nữa mình sẽ rửa kính. Cái kính của mình nó cũng bẩn lắm rồi. Đó, sạch sẽ không? Hợp lý chưa? Và bây giờ là 1:26 và Yến đã dọn được nửa ngày rồi mọi người ạ. Và hiện tại thì là cái phòng này nó cũng hòm hòm sạch sẽ rồi, lau ra cũng nhiều tóc lắm. Bây giờ mình còn cái phòng ngủ và toilet. Hello mọi người. Đây là mình đây. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phòng ngủ. Thực sự là nằm xuống đây là chỉ muốn ngủ luôn thôi. Mọi người nhìn hai cái đứa đây này. Trời ơi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu dọn phòng thôi.
là chỗ mà mình đang tính là mình sẽ để cái đống màu này này. Mình còn đang chưa dọn cái phần bên này bởi vì mình phải đổi góc máy quay. Thì đây, nhân vật này xuất hiện. Rồi đó. Đó. Ngủ như thế này á, rồi bây giờ để đâu đây con? Mẹ để đồ đâu đây? Thế là cuối cùng bây giờ mình phải lại suy tính rời xuống ngăn này. Thôi các con ngủ đi, mẹ lại tiếp tục dọn đây. Đây thì hiện tại mọi người có thể thấy đây là cái giá để chuyện. À? Trời ơi! Đầu của mình rất nghịch thịnh đấy. Em vừa mới dọn sạch lên xong thì bây giờ nó làm rớt xuống. Bây giờ hầu ơi mẹ lại con đấy. Thật đấy luôn. Không hiểu sao. Nghịch ơi là nghịch. Đây, còn bên này là mình đã để hết mấy cái màu vẽ ở dưới. Và ở trên thì để len. Trên này là máy chiếu với giấy A4 với quyển sách. Bên này thì mình vừa mới dọn xong. Đấy mọi người thấy. Lúc nãy mình có lau nhà nhưng mà máy mình sắp hết pin rồi. Ok, đó, đây, giường đây, sạch sẽ. Nói chung là hôm nay mình rất là ưng ý. Rồi. Mọi người ơi, cái máy của mình là sắp hết pin rồi. Và thôi mình nghĩ là mình sẽ nên kết thúc cái vlog này tại đây bởi vì mình khá là buồn ngủ rồi. Còn với cái phòng tắm thì chắc là mình sẽ tự dọn cho nhanh thôi bởi vì mình phải set up máy rồi này kia các thứ cũng hơi căng thẳng ấy mọi người. Hẹn gặp mọi người vào những vlog khác và mong là khi mà mọi người xem cái vlog này của Yến thì mọi người sẽ có thêm năng lượng để đi dọn nhà cho thật là sạch sẽ và ở thật là thoải mái. Ok, cảm ơn mọi người. Mọi người hãy giữ gìn sức khỏe nha. Bye bye. Nhớ like và subscribe kênh YouTube của Hoàng Yến nhé.